kính thánh Giuseppe và là khởi công xây dựng nhà mục vụ giáo xứ Phố Trạch, hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Mời các quý vị cũng như các bạn tham gia và cầu nguyện cho công trình. Lễ kính thánh Giuseppe cũng là đầu tháng hoa, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, cũng là khởi công xây dựng nhà mục vụ. Xin mời các đoàn cũng trở về với lòng nước. Các bạn đoàn hội cùng với cộng đoàn xin được thành lập lòng nước đoàn. Thank you.
Thank you.